Dạ anh em, hôm nay mình sẽ cho con chó ăn sáng. Ok. Tiếp tục nào. Nãy giờ anh hết 5 cây rồi mọi người. Còn 1 cây nữa. Okay.
cho bạn ánh sáng xong rồi nha mọi người. Hết rồi nha mọi người. Sáng nay mình cho nó ăn cũng tổng cộng là mười mấy cây rồi đó. Đây. Đi. Con này là cậu vàng nha mọi người. Cậu vàng được 4 tuổi rồi. Còn con kia mới tậu. Cậu vàng, chào mọi người cái đi cậu vàng. Ok, trời hôm nay buổi sáng này rất là mát nha mọi người. Hai anh em nó Thank you.
Ok, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em vào video tiếp theo.